Kính thưa quý vị, sư thầy Thích Minh Tuệ, vị sư được người dân cung kính, 13 pháp tu khổ hạnh đầu đà, gọi là sư thầy, thường được các Phật tử hoặc người dân hay gọi các nhà sư tu tại chùa. Còn như thầy Thích Minh Tuệ cũng đã chia sẻ rất khiêm tốn, ông chỉ là một công dân Việt Nam bình thường, học tập theo lời dạy của Đức Phật và xưng là con với tất cả mọi người. Người dân gọi là sư thầy vì lòng kính trọng với ông vì sao thầy Thích Minh Tuệ được mọi người cung kính? Thầy Minh Tuệ tu 13 hạnh đầu đà khổ hạnh. Lối tu rất cực khổ, gian nan mà ít người trong thời hiện đại bây giờ làm được. Hạnh đầu đà khổ hạnh là một thực hành Phật giáo, mặc áo vá, ngày ăn một bữa, ngủ ngồi, tối ngủ dưới gốc cây hoặc nơi nhà hoang, nghĩa địa. Cách tu của thầy gợi cho chúng ta thấy gần hơn với hình ảnh của Đức Phật và tăng đoàn trong quá khứ. Dưới cái nắng nóng gay gắt hình ảnh thầy đi chân trần trên đường nhựa quốc lộ khiến nhiều người cảm động và xót xa đặc biệt là thầy không nhận tiền cúng dường mà chỉ nhận đủ một bữa chay vào buổi sáng ở thầy toát lên một sự chân chất thật thà không hoa mỹ thầy không nói điều gì cao siêu huyền bí nếu có ai hỏi về phương pháp tu hành thầy luôn nói là giữ giới phát nguyện tu theo hạnh nguyện của bậc chánh đẳng chánh giác cố gắng làm việc tốt thầy luôn nói giữ giới là cốt lõi của tu hành. Trong suốt hơn 6 năm, thầy Thích Minh Tuệ đã đi bộ hàng ngàn cây số khắp mọi miền đất nước. Hành trình ấy đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người Việt. Đó không chỉ là việc tu tập cá nhân mà còn là sứ mạng lan tỏa Phật pháp đến với cộng đồng, lan tỏa tinh thần yêu thương và giác ngộ đến với mọi người. Những câu chuyện về sự kiên trì, ý chí và lòng nhân ái của thầy đã truyền cảm hứng cho nhiều người, khơi dậy niềm tin và hy vọng trong cuộc sống. Bước chân của thầy từ nay sẽ không lẻ loi. Trên mạng, chúng ta có thể thấy những hình ảnh và video ghi lại cảnh rất nhiều Phật tử và người dân đi theo thầy Thích Minh Tuệ, từ người già đến trẻ em, nam thanh nữ tú vân vân. Điều này thật đáng quý trọng. Tuy nhiên, những việc thầy đã thực hành lại đi ngược lại với cái văn bản của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các sư kinh doanh thích cúng dường. Nên hiện tại, thầy đã và đang bị giam lỏng buộc phải ẩn tu. Sự kiện vị hành cước tu sĩ Thích Minh Tuệ khởi cuộc hành pháp đơn độc xuyên Việt Nam lần thứ sáu đã trở thành cái gai trong mắt giáo hội Phật giáo Việt Nam do nhà nước Cộng sản dựng lên, vốn nhằm kiểm soát tín ngưỡng theo mô hình của Trung Quốc, tôn giáo, trại lính. Hình ảnh vị sư gầy gò, khiêm tốn, không nhận cúng dường tiền bạc và chỉ đi theo lối khất sĩ để tu tập đã làm cảm động dân chúng mộ đảo cả nước. Khởi đầu thì một ngày người chặn đường hỏi thăm, rồi đến gửi thức ăn cúng dường. Cho đến ngày 15 tháng 5, người ta chứng kiến cả trăm người đi bộ theo sư thích minh tuệ để bày tỏ lòng kính trọng. Nhiều người dân chạy trước để quét đường, không để tổn thương chân trần của vị sư. Vấn đề của sư thích minh tuệ là các tu thanh bạch, chân chính và khiêm tốn, không nhận tiền của của ông đã bất ngờ tạo thành một sự đối nghịch gây gắt với những lời giao giảng hù dọa Phật tử hối thúc cúng dưỡng và vạch rõ sự vô nghĩa, xe xua của các quan chức Phật giáo nhà nước hay tự xưng mình là đại đức, hòa thượng, không ngượng miệng. Trên các trang mạng hàng ngày, tràn ngập các video ca ngợi cách tu của ông Thích Minh Tuệ cùng với các bản video của các tăng sĩ nhà nước tạo nên nghịch cảnh giờ khóc giờ cười. Tức giận và bẽ bàng, ông Thích Trân Quang, sư nhà nước đã đăng đàn gọi sư Tuệ là thằng ba trợn. Nhưng ngay lập tức, sự phản ứng đã dữ dội đến mức khiến ông Quang phải vội vã kéo video xuống và cắt bỏ những phần chửi bới xúc phạm sư tuệ, nhưng vẫn chậm hơn sự nhận biết của dân chúng. Như để tiếp sức với ông Quang, ngày 16 tháng 5, Giáo hội Phật giáo Quốc Doanh đã phát đi một văn thư như một loại truy nã tôn giáo, ký tên Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng trị sự Giáo hội Quốc Doanh, gửi khắp các cơ quan địa phương, kể cả ban tôn giáo và A-02 của Bộ Công an, tức phân ban chuyên chống phản động của Hà Nội. Văn bản ghi số 151, hòa tốc gửi đi từ Hà Nội, báo cáo rằng, trong mấy ngày nay, ông Lê Anh Tú đang đi bộ trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh hướng về Khánh Hòa. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố có thông báo tới đông đảo Phật tử và nhân dân được biết, để không ngộ nhận ông Lê Anh Tú là nhà sư liên hệ với chính quyền địa phương có biện pháp ngăn chặn hành vi sử dụng mạng xã hội tạo làn sóng dư luận xúc phạm giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chính văn bản này khi bị tiết lộ chính là cao trào của những những nhận rõ về cái gọi là giáo hội Phật giáo do nhà nước dựng lên từ năm 1981. Hình ảnh của ông Thiện hay ông Quang chỉ là đại diện nhỏ lẻ của một hệ thống tăng ni được nhà nước Việt Nam nuôi dưỡng thao túng và lạm quyền trong âm mưu kiểm soát cả Việt Nam bằng tôn giáo, xã hội chủ nghĩa. Những con số tài sản rùng rỉnh đang được đồn thổi trên mạng có thể là không chính xác, nhưng hoàn toàn đối lập với hình ảnh một người tu sĩ nhẫn nại và an nhiên trên con đường hành đạo của mình, mà không hề có bóng dáng tư lợi. Để ra vẻ là có sự công bằng và xoa dịu công chúng, sau khi phát đi công văn đòi công an phải có hành động với thầy Thích Minh Tuệ, ông Thiện cũng cho Loan đi nội dung rằng Giáo hội nhà nước đã tổ chức buổi làm việc với ông Thích Trân Quang để kiểm điểm, chấn chỉnh phát ngôn. Tin báo ngày việc kiểm điểm ngày 17 tháng 5 nhưng có tin chuyện đã cũ và cũng đã xử em nội bộ từ ngày 19 tháng 4. Ông Thích Đức Thiện là ai mà ra mặt, có nhiều quyền lực như vậy. Hiện ông Thiện là con át chủ bài mới của ban tôn giáo, đang được chuẩn bị cho nhiều nhiệm vụ đối ngoại. Năm 2023, Thích Đức Thiện đại diện cho Phật giáo, Nguyễn Thanh Lý đại diện cho Công giáo đã đi sang Hoa Kỳ để minh oan cho Hà Nội về vấn đề đàn áp tôn giáo và kêu gọi Hoa Kỳ hãy bỏ Việt Nam ra khỏi danh sách S Special Watch List. Sau sự lồng lộn tức giận của các quan chức tôn giáo cộng sản, Sư Thích Minh Tuệ nói mình sẽ ẩn tu để tránh làm phiền mọi người. Trong toàn bộ câu chuyện của Sư Thích Minh Tuệ, hình ảnh một người tu áo vá, an nhiên với hành trình đạo Pháp của mình, đã bất chiến, tự nhiên, thành với cả một hệ thống tay sai tôn giáo điên cuồng, muốn hủy diệt hình ảnh thanh bạch truyền thống của Phật giáo Việt Nam. Điều đáng ngạc nhiên cho thấy giữa chằng chịt các luật lệ, những ngôn luận vuốt đuôi nhà nước với cái gọi là thế lực thù địch, bẫy dập trực trở. Tôn giáo chân chính vẫn điềm nhiên đi xuyên qua, không mất một chút lực nào. Hình ảnh một hành giả khoác áo vá, đầu trần chân đất, đi từ nam ra bắc thực hành hạnh đầu đà của Phật giáo đã gây chấn động dư luận Việt Nam. Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhanh chóng ra thông báo khẳng định, người được mạng xã hội gọi là sư Thích Minh Tuệ không phải là tu sĩ Phật giáo. Thật mỉa mai, lời khẳng định chắc như đinh đóng cột của các vị chức sắc Phật giáo quốc doanh lại giúp phơi bày cái bản chất giả tạo của chính họ. Trên mạng xã hội nhiều người đã phân tích và phê phán thông báo này của giáo hội phật giáo việt nam khi yêu cầu không ngộ nhận ông lê anh tú là nhà sư một điều mà chính ông minh tuệ đã tự khẳng định nếu giáo hội phật giáo việt nam chỉ nói ông tuệ không phải là thầy chùa trong hàng ngũ của họ thì chắc không ai mất công tranh cãi đằng này giáo hội phật giáo việt nam cả quyết rằng ông ấy không phải là tu sĩ phật giáo như thể ai muốn làm tu sĩ phật giáo tức là thực hành quyền tự do tín ngưỡng đã minh định trong hiến pháp và pháp luật thì trước tiên phải được họ công nhận. Thật buồn cười. Tu là sửa, sửa mình cho tốt đẹp hơn. Phật dạy hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Giáo hội Phật giáo Việt Nam lại đòi hỏi đi tu phải có giấy phép, có môn bài phải nhập hội. Hiểu rộng hơn một chút, bằng thông báo này, Giáo hội Phật giáo Việt Nam muốn xác định rằng chỉ những thầy chùa được họ công nhận mới là sư thật, ngoài ra đều là sư giả. Thật và giả ở đây không phụ thuộc vào bản chất của hành vi mà tùy vào sự công nhận hay không của một tổ chức mang danh tôn giáo nhưng vận hành như một đảng chính trị hoặc một băng đảng tội phạm. Từ một yêu cầu về mặt nhận thức không ngộ nhận, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đi đến yêu cầu về mặt hành động, ngăn chặn, xem ra khá quyết liệt. Vấn đề ở đây là giữa hành giả Thích Minh Tuệ và Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ai là sư thật, ai là sư giả, Ai là con trưởng của Đức Thế Tôn dẫn thân thực hiện giáo huấn của Ngài nhằm vươn tới sự giải thoát? Còn ai là kẻ núp bóng chùa chiền lợi dụng sự vô minh của dân chúng để trục lợi? Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho rằng hiện tượng thích minh tuệ và làng sóng dư luận xung quanh cuộc thiền hành của ông xúc phạm giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chúng tôi thì nhận thấy ngược lại, hành trạng của ông Minh Tuệ buông bỏ hoàn toàn mọi tiện nghi trần thế để chuyên tâm sửa mình theo giáo pháp của Đức Phật đang làm thức tỉnh lương tri của nhiều người giúp họ phân biệt đâu là Phật giáo thứ thiệt còn đâu là thứ giáo hội giả cầy lung lạc niềm tin của dân chúng chỉ cốt để vơ vét của cải tiền bạc sông vương giả trong những ngôi chùa to lớn như cung điện giáo hội Phật giáo Việt Nam từ năm 1986 đến nay đã bị coi là cánh tay của Đảng Cộng sản vô thần. Rất nhiều thầy chùa là công an chìm có quân hàm, có vị sư cả trụ trì ngôi chùa lớn nhất thủ đô đến khi chết mới lòi ra cái thẻ đảng và con số 50 năm tuổi đảng. Giáo hội đó tuy có chùa to tượng lớn nhưng không được Phật tử và những người yêu mến Phật giáo tôn trọng, nếu không nói là khinh bỉ và dán cho cái nhãn Phật giáo quốc doanh. Tự do tôn giáo không chỉ bị bóp nghẹt mà còn bị đánh cháo. Kể từ khi người cộng sản giành được chính quyền ở miền Bắc năm 1955 và trên cả nước sau năm 1981 khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra đời và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất của miền Nam bị đặt ra ngoài vòng pháp luật. Các bậc trưởng lão, đạo cao đức trọng hoặc bị giết, hoặc bị tống giam và ngược đãi tàn tệ như các ngài Huyền Quang, Quảng Độ, Tuệ Sĩ. Cái mà người dân tưởng là Phật giáo bây giờ chỉ còn là một tổ chức chính trị vô thần núp bóng và lợi dụng một tôn giáo đã đồng hành cùng dân tộc cả ngàn năm qua. Hành trạng của thầy Minh Tuệ như một tia sáng rọi vào cái không gian u tối của giáo hội Phật giáo Việt Nam, làm hiện lên sự đối lập rõ ràng giữa thật và giả, giữa chân và ngụy, đặc biệt là đối với những đám đông công chúng bị bưng bít lâu dưới chế độ cộng sản, bị lừa gạt đến mức cứ nghĩ chùa to tượng lớn là nơi Phật ngự tưởng Đức Phật là bậc tiên thánh, có quyền ban phước hay giáng họa, có thể giúp thăng quan tiến chức, sung mãn tiền tài. Vô tình bị lật mặt nạ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã dãy nảy lên phản kháng, kêu gọi cả công an vào cuộc, theo dõi, xử lý. Chuyện đó tưởng không có gì lạ. Có điều sẽ là ảo tưởng nếu nghĩ rằng hiện tượng thầy Minh Tuệ sẽ giác ngộ. Công chúng ở Việt Nam hoặc đem lại sự thay đổi cho Phật giáo. Tấm gương của thầy Minh Tuệ có thể truyền cảm hứng cho nhiều người phát tâm tu Phật, lan tỏa yêu thương. Nhưng trong một xã hội bị liệt kháng như Việt Nam, một tấm gương như vậy là không đủ. Chưa nói nhà cầm quyền sẽ dập tắt hiện tượng xã hội này trong một vài ngày tới, mà không để nó bùng phát thành một dấu hiệu phản kháng chính trị. Có thể sau sự kiện Thầy Minh Tuệ, số người bị mê muội, bị mắc lừa để tin vào giáo hội giả cầy sẽ giảm mạnh. Có người nói đùa, đề nghị người đàn ông mang hình dáng nhà sư hãy trả lại nồi cơm cho giáo hội Phật giáo Việt Nam vì đã làm bể nồi cơm của họ rồi. Nhưng để có một xã hội tỉnh thức, biết phân biệt thật giả, đúng sai và hành động theo lương tri và lẽ phải, cần có thêm rất nhiều hiện tượng xã hội sáng và hiểu biết. Tuệ, như vị hành giả đang lặng lẽ đi những bước chân trần suốt chiều dài đất nước. Sư Thích Minh Tuệ gặp đại nạn, bị công an giam lỏng ép ẩn tu. Kính thưa quý vị, nhiều ngày sau khi Sư Thích Minh Tuệ vắng mặt trên mọi phương tiện truyền thông, cho đến ngoài xã hội, những lời chất vấn của dân chúng, các tổ chức xã hội rộ lên về chuyện nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đang giam lỏng Sư Thích Minh Tuệ. Ngày 3 tháng 6, nhà cầm quyền đã đem ông về Đắk Lắk. Sau bao nhiêu đồn đoán Sư Minh Tuệ đang bị giam lỏng, thì đài truyền hình Việt Nam đã đưa Sư Minh Tuệ lên TV để trấn an, nói rằng ông đã ẩn tu nhưng các phóng sự ngày 8 tháng 6 và ngày 9 tháng 6 bị cư dân mạng dấy lên sự nghi ngờ về việc giàn dựng. Ngày 10 tháng 6, Thầy Minh Tuệ xuất hiện tại ngôi nhà hoang ở trong dãy. Hiện nay, người ta gọi nơi này là Cốc. Sau 3 ngày xuất hiện trở lại ở nơi này, Sư Thích Minh Tuệ rời khỏi nơi này một cách bí ẩn trong đêm 13 tháng 6. Sau nhiều ngày lặng tiếng, thì mới đây, một đoạn video ngắn được lan tỏa trên mạng xã hội cho thấy rằng Sư Minh Tuệ vẫn đang bị giam lỏng Đoạn video này cho thấy Cha của sư Minh Tuệ nói là đang bị khống chế Ở phía sau Địa điểm thì không được nhắc đến Nhưng có thể vẫn ở gần nhà của sư Minh Tuệ Đoạn video tiếp theo Cha của thầy Minh Tuệ bảo họ Đã giữ lại trong phạm vi 3 đến 4 ngày mới thả ra cho đi khất thực. Oh, 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 dừng lại rồi mình. trong họ khất thực đó. Yeah, ừ, yeah. Cho đi ra. Việc sư thích Minh Tuệ bị nhà cầm quyền giữ lại 3 đến 4 ngày trước khi được phép đi khất thực đã gây xôn xao trong cộng đồng Phật tử. Sự việc này đã làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều và lo ngại về việc tuân thủ pháp luật và tôn trọng quyền tự do tôn giáo. Các tín đồ Phật giáo và những người ủng hộ sư Thích Minh Tuệ đã lên tiếng kêu gọi sự minh bạch và công bằng trong cách xử lý các vấn đề liên quan đến tôn giáo và quyền tự do cá nhân. Kính thưa quý vị, sự kiện sư Thích Minh Tuệ với đầu trần chân đất, áo chắp vá từ những mảnh vải người dân vứt đi, không nhận tiền cúng dường, chỉ nhận thức ăn chay và ăn mỗi ngày một bữa đã làm rung động hàng triệu con tim trên khắp Việt Nam. Sư Thích Minh Tuệ nổi tiếng nhờ công của không ít YouTuber và TikToker. Mặc dù mục đích của những người đưa tin này không giống nhau, nhưng sự thanh khiết của vị chân tu đã hiện lên chân thực qua ống kính trực tiếp của rất nhiều người. Đấy là giá trị khiến cho hàng vạn, hàng triệu người ngưỡng mộ. Có người nhận xét khôi hài rằng, Ngài Thích Minh Tuệ vô tình lấy mất lõi nổi cơm của các sư quốc doanh, khiến họ nổi điên và tấn công ông. Quả thật, hiện tượng sư thích minh tuệ đã làm cho hàng triệu người thức tỉnh và bộ mặt của đám ma tăng lừa đảo lòng tin dân chúng để hưởng cúng dường đã lộ diện điều này đã khiến đám ma tăng và cả đơn vị chủ quản của chúng là giáo hội phật giáo việt nam cùng ban tôn giáo trung ương phải phát điên dù nhà sư không cần chỉ trích lời nào nhắm vào tổ chức ma đảo nhưng hào quang của bậc chân tu đã làm lộ rõ bộ mặt thật của tổ chức ma đảo nhân danh phật giáo bao lâu nay Nghiêm trọng hơn, Sư Thích Minh Tuệ đã làm lưu mờ hình ảnh lãnh tụ Cộng sản. Đặc biệt, trong bối cảnh cuộc đấu đá đỉnh cao khiến bộc lộ những thối nát trốn cung đỉnh. Đây là điều mà chính quyền Cộng sản không thể chấp nhận. Với bộ máy tuyên truyền khổng lồ, gồm 800 tờ báo, hàng ngày sơn phết nước sơn huyền thoại lên lãnh tụ, với hệ thống giáo dục bao trùm, liên tục nhồi sọ từ thế hệ này sang thế hệ khác, thần thánh hóa các lãnh tụ của đảng. Tuy nhiên, dù có sơn phết bao nhiêu thì ánh sáng của sự thật vẫn làm trôi tuột bấy nhiều. Giờ đây, đã chẳng còn mấy ai sùng bái lãnh tụ cộng sản nữa, kể cả những cán bộ cấp cao của đảng. Không ai có thể thống kê hết sự tốn kém mà chính quyền cộng sản đã sử dụng để tô vẽ lãnh tụ bao lâu nay, nhưng chắc chắn đây không phải số tiền nhỏ. Ngược lại, sự thích minh tuệ không cần bất kỳ tờ báo nào lăng xê, chỉ với các Facebooker, YouTuber và TikToker từ hiện trường ghi lại những hình ảnh chân thật thì đã hút được hàng triệu người ngưỡng mộ. Như vậy, làm sao chính quyền tự xưng của dân, do dân và vì dân lại không cay sư thích minh tuệ cho được? Không chính quyền nào nhỏ nhen, bị ổi như chính quyền cộng sản. Thực tế, họ ganh tị với bất kỳ người nổi tiếng nào có khả năng thu hút đám đông từ nhà bất đồng chính kiến, nhà báo, luật sư, đến doanh nhân bóc phốt showbiz, cô người mẫu thích mạo hiểm, huống hồ là một vị chân tu được người dân phong thánh sống. Và đó chính là lý do sư thích minh tuệ gặp đại nạn. Công an đã câu lưu nhà sư trái phép, ép ông ẩn tu, rồi cho báo chí nhét chữ vào mồm sư rằng, ngài tự nguyện ẩn tu. Truyền hình VTV dùng lại chiêu trò cắt ghép hình ảnh, lời nói, một cách dối trá, nhưng đã nhanh chóng bị cộng đồng mạng vạch mặt. Giờ đây, công an tiếp tục giam lỏng ép sư thích minh tuệ, phải ẩn tu bằng cách giam lỏng. Có người nhận xét may mắn vì đây là thời đại internet nên nhà sư mới bị giam lỏng nếu là thời trước khi việc truyền tin còn khó khăn thì có thể họ đã thủ tiêu sư thích minh tuệ rồi hiện tượng sư thích minh tuệ nổi lên làm cho hàng triệu người thức tỉnh và hướng về phật giáo chân chính những điều này lại khiến cho chính quyền cộng sản khó chịu vì lo ngại sẽ mất kiểm soát dân chúng tiêu chuẩn đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội mà giáo hội Phật giáo Việt Nam định hướng sẽ mất thiêng. Kính thưa quý vị, thích chân quang thành ma cầm, thích trúc thái minh, thụt vòi. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thực chất chỉ là một công cụ nối dài của đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam đã tạo ra rất nhiều các hội, đoàn thể, bề ngoài có vẻ là tổ chức xã hội dân sự, nhưng thực chất đều chịu sự chi phối của đảng là công cụ để gián tiếp kiểm soát xã hội. Một số hội đoàn kiểu này bao gồm hội nông dân, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, hội nhà văn, vân vân. Tất cả đều là những tổ chức do đảng nuôi dưỡng để làm tay sai trong lĩnh vực mà chúng đại diện. Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ, bị đảng hóa từ nhiều năm qua, không chỉ trong tư tưởng mà còn cả những người tu hành. Về tư tưởng, đảng ép những chương trình Phật học phải học cả Mark Lenin, phải đưa cái gọi là xã hội chủ nghĩa vào Phật Pháp. Về con người, đảng đưa một số đảng viên khoác thêm áo cà sa vào làm trụ trì những ngôi chùa lớn hoặc biến các bậc tu hành thành người của đảng. Từ đó, giáo hội Phật giáo Việt Nam bị biến tướng, tránh pháp trở nên méo mó, biến thành tà pháp, làm cho xã hội bại hoại. Mưu của đảng là dùng ma tăng để ngu hóa dân chúng, trục lợi rồi chia chác với chính quyền. Cả ma tăng và chính quyền đều có lợi. Họ tưởng rằng một khi ngu dân hóa thành công, dân chúng sẽ không thể nhận ra âm mưu thâm độc của họ. Tuy nhiên, họ không ngờ rằng mạng xã hội đã vạch trần bộ mặt thật của đám ma tăng và qua đó gián tiếp vạch trần cái gọi là đạo pháp, dân tộc, xã hội chủ nghĩa. Sự xuất hiện của những bậc chân tu đã kéo người dân trở lại con đường tranh pháp. Sư Thích Pháp Hỏa, một nhà sư sống ở Canada, đã có những bài giảng pháp làm thức tỉnh không ít người. Tiếp theo đó, ở trong nước xuất hiện vị sư thực hành 13 hạnh đầu đà của Đức Phật, khiến người dân tỉnh ngộ nhiều hơn. Điều đáng nói là sư Thích Minh Tuệ không thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Có vẻ như muốn sống đời chân tu thì phải đứng ngoài nanh vuốt của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Mặc dù chính quyền ra tay buộc sư Thích Minh Tuệ phải ẩn tu, sự thức tỉnh của người dân vẫn tiếp tục và chính quyền không thể dập tắt được. Từ đó phong trào phản đối đám sảm tăng, ma tăng đang ngu dân hóa để trục lợi đã xuất hiện. Đây là xu hướng không thể đảo ngược vì nó dựa trên sự thật. Chính quyền Cộng sản không còn lựa chọn nào khác. Nếu không hạ nhiệt lòng dân, từ việc phản đối đám sàm tăng, dân chúng có thể chuyển hướng sang phản đối chính quyền vì đã tạo ra bọn ma đạo này. Gần đây, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã khóa mõ ma tăng Thích chân Quang trong hai năm đây là cách mà họ có thể làm để hạ nhiệt sự phản đối của người dân. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều ma tăng đình đám khác, đặc biệt là thích trúc thái minh trụ trì chùa ba vàng. Ông này cũng đang bị cộng đồng mạng phản đối, không thua gì ông thích Trân quang. Gần đây sư thích trúc thái minh đã phải hoãn khóa tu mùa hè đối với học sinh sinh viên. Đây được xem là hành động thu mình để tránh bão. Cơn bão phản đối đang lan mạnh và chính quyền buộc phải xử lý những kẻ bị phản đối để xoa dịu phẫn nộ xã hội. Năm ngoái, sư thích Trúc Thái Minh đã dựng lên câu chuyện về xá lợi tóc Đức Phật để trục lợi đám con nhang đệ tử. Ý tưởng này khá thành công khi có nhiều người mê muội đến chiêm bái. Tuy nhiên, sự dối trá này đã bị mạng xã hội vạch trần, buộc chính quyền phải vào cuộc để xoa dịu sự phẫn nộ của xã hội. Thực chất, họ đã đánh động cho Thích Trúc Thái Minh để tẩu táng tang chứng vật chứng. Nhờ đó mà Thích Trúc Thái Minh đã thoát án lừa đảo, chỉ bị kỷ luật trong nội bộ giáo hội. Lần này, Thích Trúc Thái Minh đã nhanh chóng thu mình để tránh sự phẫn nộ của dư luận lan rộng. Đây là dấu hiệu hiệu cho thấy thành phần ma tăng của giáo hội Phật giáo Việt Nam không còn dễ dàng lừa đảo và kiếm tiền nhờ trò buôn thần bán thánh có bảo kê như bấy lâu nay. Quá khẩu nghiệp bà Phạm Thị Yến xúc phạm thầy Minh Tuệ, triệu người căm phẫn. Quý vị thân mến, một tin động trời đã gây ra sự phẫn nộ khi những phát ngôn gây sốc về thầy Minh Tuệ được lan truyền. Không chỉ chỉ trích sư thích Minh Tuệ vì cho rằng ông đang làm ảnh hưởng đến Phật giáo và gây chia rẽ giữa các Phật tử với Tam Bảo, bà Phạm Thị Yến còn hung hồn tuyên bố rằng những ai ủng hộ thầy Minh Tuệ sẽ phải xem xét lại danh sách quy y của mình. Nếu không, họ sẽ gặp phải bất lợi trong đời này và cả đời sau. Những phát ngôn của bà Yến đã gây ra làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng Phật tử. Nhiều người cho rằng việc này không chỉ làm mất đi sự tôn trọng đối với thầy Minh Tuệ mà còn làm tổn hại đến hình ảnh của Phật giáo. Những phát ngôn gây tranh cãi của bà Phạm Thị Yến cần được làm rõ để tránh gây ra sự hiểu lầm và chia rẽ trong cộng đồng. Việc giữ gìn tinh thần đoàn kết và lòng tôn kính với các vị tu hành là điều vô cùng quan trọng đối với bất kỳ tôn giáo nào. Sau đây là đoạn nguyên văn bà Phạm Thị Yến nói trước các Phật tử được lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua. Phật tử không có tu học sâu cho nên thấy người ta khổ hạnh một chút thì xưng tán tưởng là thánh tái thế tu mà không có học không hiểu về giáo lý không có tránh kiến thì cũng là thực hành theo tà kiến mà thôi nếu như ai đã tán thán những điều không đáng tán thán trong thời gian qua thông qua hiện tượng của mạng thì các quý đạo hữu ra soát danh sách thế rồi ai đã từng tán thán mà đã là phật tử chính thức thì chúng ta phải xuống thành phần quy y lại thực sự liệu sư minh tuệ có vi phạm giới luật hay không hay đây chỉ là những lời vu khống hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết ngay sau đây thưa quý vị theo những gì ban biên tập chương trình đã nghiên cứu những lời thầy Minh Tuệ giảng dạy hoàn toàn phù hợp với chánh pháp, không như những gì bà Phạm Thị Yến đã phát ngôn. Đức Phật từng nói rằng, ai luyến ái sinh ra sầu muộn, ai luyến ái sinh ra sợ hãi. Khi giải thoát khỏi luyến ái, không còn sầu muộn và sợ hãi. Việc buông bỏ ái dục là điều cần thiết để đạt được sự bình an nội tâm. Thầy Minh Tuệ đã từng chia sẻ rằng, thầy không sử dụng y áo có màu giống với các tu sĩ và không tự nhận mình ở chùa nào để tránh việc lợi dụng hình ảnh nhà chùa để lừa đảo hay làm điều sai trái. Bình bát thầy dùng để nhận thức ăn là từ một nồi cơm điện đã được sửa chế. Thầy cho biết, cuộc sống vô thường, sống nay chết mai nên cần tu tập sớm để không lỡ mất cơ hội. Khi được hỏi về việc ngủ ở nghĩa địa, thầy Minh Tuệ trả lời rằng, thỉnh thoảng có thấy bóng dáng nhưng không ảnh hưởng gì đến thầy. Thầy luôn coi mọi người đều là anh em, là cha mẹ, không còn lòng ích kỷ hay thù hận. Thầy coi tất cả mọi người trên thế gian đều bình đẳng. Dù có ai chửi mắng hay đánh đập, thầy vẫn luôn cầu nguyện những điều tốt đẹp cho họ. Thưa quý vị, chỉ mới nghe những lời chia sẻ này, chúng tôi đã cảm thấy xúc động và cảm phục trước đức hạnh của thầy Minh Tuệ. Thật thương thầy khi biết rằng, ngoài kia còn biết bao thế lực xấu xa không chịu buông tha cho thầy. Chúng ta không cần phải phân biệt đâu là thật, đâu là vu khống, chỉ cần theo dõi hành trình tu tập của thầy, mọi sự thật sẽ tự nhiên sáng tỏ. Trong lịch sử xã hội Việt Nam, dường như từ cả trăm năm qua chưa từng có trường hợp nào mà một cá nhân không sở hữu tiền bạc, đi đầu trần, chân đất theo con đường tu khổ hạnh lại làm dậy sóng dư luận và thu hút sự chú ý của hàng triệu người như thầy Thích Minh Tuệ. Hình ảnh của thầy Minh Tuệ hoàn toàn trái ngược với nhiều nhà tu khác những người cũng có ảnh hưởng nhất định trong đời sống tâm linh và xã hội. Một bên buông bỏ tất cả những ràng buộc của cuộc sống để dấn thân vào con đường khổ hạnh với hy vọng tìm thấy sự giác ngộ cho bản thân và người khác. Trong khi bên kia lại hoàng dương đạo Pháp bằng cách vận động người mộ đạo cúng dường thật nhiều để xây dựng những ngôi chùa to lớn như cung điện, các vua chúa ngày xưa. Nếu tiền cúng dường của người mộ đạo được dùng để xây chùa to, tượng lớn đủ chỗ cho tín đồ đến chiêm bái và tu tập, thì không có gì để bàn cãi. Tuy nhiên, tiền cúng dường này lại bị biến tướng thành xe hơi, điện thoại, đồng hồ, đắt tiền và những vật dụng xa xỉ khác để phục vụ cho cá nhân người tu hành. Điều này không phải là hoàng dương đạo Pháp, mà là lợi dụng đạo Pháp để trục lợi. Trong những đồng tiền cúng dường đó, có bao nhiêu đến từ những đại gia bất động sản với tài sản tính bằng ngàn tỷ đồng và bao nhiêu đến từ những người lao động nghèo khổ vì lòng mộ đạo mà san sẻ chén cơm gia đình để hỗ trợ nhà chùa. Cho dù tiền cúng dường đến từ đâu, việc biến nó thành vật chất xa xỉ phục vụ cho cá nhân cũng là hành vi trộm cắp trắng trợn. Đó là trộm cắp lòng tin, trộm cắp của nhà nghèo. Đến mức đó, kẻ giả tu còn chưa thấy đủ, thậm chí thằng thường ra giá cho người mộ đạo về những loại tiền được chấp nhận cúng dường và loại nào không họ kêu gọi dâng hiến cả nơi ở của gia đình để đổi lấy sự hứa hẹn mang tính trả giá và lừa gạt. Trong những trường hợp như vậy, sự trơ tráo vô liêm sỉ là không có giới hạn nào. Chính vì những bất cập trong sinh hoạt Phật giáo thời gian qua, lòng tin của công chúng mộ đạo đã bị xứt mẻ nhiều. Những bức xúc này chỉ chờ cơ hội thuận tiện để bùng phát và cơ hội đó đã đến bất ngờ với hình ảnh vị sư đầu đội trời, chân đạp đất sống trong tình trạng không còn có thể khổ hạnh hơn. Mắt sáng, môi tươi, lòng khiêm cung của Thầy Minh Tuệ đã trở thành tấm gương đáng để mọi người học hỏi. Sau khi trải qua cuộc đời khổ hạnh trong bóng tối suốt 5 năm, đi về Bắc không ai biết, trở về Nam chẳng ai hay, Thầy Thích Minh Tuệ bỗng xuất hiện trong thế giới truyền thông như một ánh sáng chói lòa, soi tỏ từng hành vi lợi dụng Phật Pháp của kẻ giả tu, giúp nhiều người mộ đạo phân biệt rõ đâu là tránh, đâu là tà và góp phần xác định lại giá trị chân chính của sự tu hành. Những sự việc đã xảy ra chắc chắn đã khiến những kẻ lợi dụng đạo Pháp cảm thấy bất an. Sự thiếu kiên nhẫn của họ đã lộ rõ một cách vụng về, đến mức một người mang danh tu hành như ông Thích Trân Quang lại công khai gọi một người tu hành khác là thằng Ba Trợn. Khi lớp mặt nạ rớt xuống, ranh giới giữa kẻ tự xưng là bậc tu hành và tên tướng cướp trở nên mờ nhạt. Tuy nhiên, Hệ quả tích cực từ tình huống này là nhiều người đã thấy rõ bản chất thật sự của những kẻ mà họ từng quỳ xuống để dâng lên những đồng tiền mồ hôi nước mắt. Sự nhận thức này đã giúp tạo ra một lớp công chúng biết đặt niềm tin đúng chỗ, biết bảo vệ người chân chính và bảo vệ chính mình. Kính thưa quý vị, sau đây mời quý vị tiếp tục nghe bài viết có tựa đề Sự thật về thích chân quang, bài bình luận của Trúc Phương Báo Người Việt. Trong vai trò tu sĩ, Trân Quang Vương Tấn Việt là một yêu tăng, nhưng trên cương vị sĩ quan tuyên huấn, Trân Quang là một cán bộ giỏi. Mù tịt giáo lý, nhà Phật, Trân Quang Vương Tấn Việt thường xuyên nói sảm. Tuy nhiên, đương sự lại thành thục việc thực hiện những bài giảng ca ngợi chính quyền, tôn vinh Hồ Chí Minh và tỏ ra trung thành với đảng. Chẳng ai biết chính xác con đường nào dẫn Thích Trân Quang đến cửa chùa, xuống tóc đi tu và thậm chí trở thành thượng tọa. Thông tin ít ỏi trên mạng cho biết Trân Quang tên thật là Vương Tấn Việt, sinh ngày 9 tháng 12, 1959. Năm 1992, khi mới 33 tuổi, Trân Quang Vương Tấn Việt về núi Dinh, thôn Chu Hải, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, và bắt đầu xây thiền tôn Phật Quang. Thông tin chỉ có bấy nhiêu. Trước mùng 1992, Trân Quang Vương Tấn Việt làm gì, ở đâu, xuất gia từ lúc nào, gia đình ra sao, không ai biết. Tiền ở đâu mà chân quang vương tấn Việt xây chùa cũng chẳng ai biết. Năm 2009, tức 17 năm sau khi được thành lập, Thiền Tôn Phật Quang đã trở thành một cơ sở Phật giáo giàu sụ. Từ một vụ rắc rối liên quan pháp lý và được báo chí tường thuật, dư luận mới biết Thiền Tôn Phật Quang giàu có như thế nào. Tờ Pháp luật Việt Nam ngày 26 tháng 12, 2010 thuật. Sáng ngày hôm 9 tháng 12, 2019, ông Việt, tức chân Quang Vương Tấn Việt, đang làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn văn hóa Pháp Quang, một cơ sở của chùa tại 28 Hoàng Diệu, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, thì bốn đệ tử đã kéo theo khoảng 20 người xông vào lăng mạ và ép ông ký giấy bàn giao cho họ 8 hecta đất tại xã Tóc Tiên, hai căn hộ 600 m 2 tại phường Kim Dinh, huyện Tân Thành, bốn chiếc ô tô. Quá sợ hãi, ông Việt đã miễn cưỡng ký vào các giấy tờ do nhóm đệ tử soạn sẵn. Sự việc xảy ra, công an phường sở tại đến lập biên bản rồi. Thôi, trong đơn tố cáo ông Việt viết, sau đó nhóm người này kéo về chùa phổ quang khống chế những đệ tử, tu sĩ trung thành của nhà chùa, lấy đi hai két sắt chứa 2,8 tỷ đồng, 1825 lượng vàng và nhiều ngoại tệ khác, 60 tấn sắt, một đầu máy kéo, hai máy trộn bê tông, ba máy tời, 30 tấn xi măng, sáu xe gắn máy, sáu vi tính để bàn, 20 vi tính sách tay. 7 máy quay phim, 5 màn hình tinh thể lỏng, 10 tấn gạo, 14 máy may công nghiệp và vải vóc trị giá 800 triệu đồng. Thậm chí, 5 triệu đồng của ông để trong túi áo cũng bị móc luôn và toàn bộ giường chiếu, bàn ghế, nồi niêu, bát đũa cũng bị họ lấy đi. Từ sau khi trở thành quan chùa, từng là phó trưởng ban kinh tế tài chính trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, tên tuổi Trân Quang Vương Tấn Việt nổi như cồn. Bảng thành tích của Trân Quang rất ấn tượng tiến sĩ luật học, từng thực hiện 2.000 bài giảng về nhiều đề tài từ văn hóa, giáo dục, đạo đức, khoa học công nghệ đến y học. Là giảng sư Phật giáo đầu tiên thuyết pháp tại nhà hát lớn Hà Nội và văn miếu quốc tử giám. Là tác giả của hơn 130 tựa sách, kinh bổ, nghiệp và kết quả, luận về nhân quả, giáo trình thiền học, tâm lý đạo đức, giáo trình hoàng pháp. Ngoài ra, Trân Quang còn biết chơi nhiều nhạc cụ như guitar, piano và đã sáng tác gần 150 bài hát về Phật giáo. Trân Quang cũng gây dựng Quỹ Từ Thiện Thiền Tôn Phật Quang từ năm 2013, kêu gọi đóng góp được ít nhất 3 tỷ đồng, hơn 12 triệu đô la Mỹ, tính đến năm 2023. Trân Quang còn thành lập môn phái Phật Quang Quyền, trực thuộc Liên đoàn Võ Thuật Cổ truyền Việt Nam. Ngày 14 tháng 8, năm 2019, Trần Quang được trao bảng vàng với danh hiệu Nhân tài đất Việt thời kỳ hội nhập quốc tế. Trong buổi bảo vệ luận án tiến sĩ luật học với đề tài Nghĩa vụ con người trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam, Trân Quang đã được giáo sư tiến sĩ Hoàng Trí Bảo, người luôn giao giảng, tư tưởng Hồ Chí Minh, đích thân đến khen ngợi hết lời. Thiên tôn Phật Quang cũng liên tiếp mở các khóa tu thiền tại nhiều chùa trong Nam ngoài Bắc đặc biệt chùa được sự ủng hộ nhiệt tình của giới showbiz Việt Nam. Những người được Trân Quang nhận làm đệ tử gồm ca sĩ Tạ Minh Tâm chuyên hát nhạc đỏ, nghệ sĩ Cải Lương Kim Tử Long, người từng than thở khóc lóc về việc bị đánh rớt khỏi bảng xét duyệt nghệ sĩ nhân dân, diễn viên Angela Phương Trinh. Các hoạt động của Thiền Tôn Phật Quang rất nhộn nhịp. Kênh YouTube Truyền thông Thiền Tôn Phật Quang cho biết có hơn 33.000 người dự lễ Vu Lan 2023 tại Thiền Tôn Phật Quang. Tại lễ Vu Lan 2022 có khoảng 48.000 người dự, trong đó có đại tá Nguyễn Tâm Hùng, chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Võ Văn Tư, trưởng ban tuyên giáo thị ủy thị xã Phú Mỹ. Dù ít ai biết chính xác về thân thế Trần Quang Vương Tấn Việt, nhưng có điều chắc chắn rằng nhân vật này hẳn được chống lưng bởi thế lực chính trị nào đó ở một đất nước mà việc mở miệng không được xem là quyền mặc định của công dân, Trần Quang Vương Tấn Việt lại có thể nói nhăng nhít mà chưa bao giờ bị sờ gáy, ngay cả khi công khai phát ngôn bên Trung Quốc. Trần Quang Vương Tấn Việt nói: Về nguồn gốc, không chối cãi được Trung Quốc là anh, Việt Nam là em, vì là em theo tâm thức Á Đông thì hễ là anh mình là em phải nhường nhịn. Mấy ngàn năm qua, người Việt Nam luôn có thái độ kính trọng người Trung Quốc đàng hoàng không bao giờ mình mất cái lễ này, luôn kính trọng người anh. Chỉ một lần Lý Thường Kiệt hơi hỗn, đem quân đi đánh anh mình. Còn lại toàn bộ tuyệt đối đa số người Việt Nam đều bày tỏ lòng kính trọng đối với Trung Quốc. Với cương vị phó trưởng ban kinh tế tài chính Trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thích chân quang cho thấy mình có tài buôn thần bán thánh. Ông ta thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Văn hóa Pháp Quang, kinh doanh đủ thứ từ sách báo bằng đĩa ca nhạc của chính Thích Trân Quang, trang phục Phật giáo, đến thậm chí dược phẩm Đông y. Công ty Pháp Quang có hẳn ứng dụng cài trên điện thoại và người dân có thể mua vật phẩm Phật giáo bằng hình thức thẻ cào. Trên mạng, dưới những clip thuyết giảng của Trân Quang thường có dòng chữ nhằm đảm bảo tính trung thực về nội dung cho các ấn phẩm của thượng tọa tiến sĩ Thích Trân Quang như bài giảng, sáng tác nhạc, khí công, thuộc. Pháp Quang Sen Hồng, công ty trách nhiệm hữu hạn văn hóa Pháp Quang, quản lý và phát hành. Xin vui lòng không đăng lại dưới mọi hình thức nếu chúng tôi phát hiện có thể dẫn đến khóa kênh của bạn vĩnh viễn. Sự đe dọa rất xa lạ với tinh thần Phật giáo còn có thể thấy ngay trên fanpage chính thức của truyền tôn Phật Quang khi kêu gọi các tín đồ trình báo tài khoản mạng xã hội nào nói xấu Thầy Trần Quang. Bao nhiêu năm nay Thích Trân Quang vẫn ung dung tại vị, thậm chí còn làm được điều mà khó có sư tăng nào làm được. Đe, đó là giành miếng bánh đặc quyền trong sự tranh chấp dữ dội với các vị chức sắc khác. Cần nhắc lại, khi Hòa Thượng Thích Thanh Tứ trụ trì chùa Bái Đính Viên Tịch, Thích Trân Quang đã nhắm đến việc kế nhiệm trụ trì Bái Đính. Nhưng khi ấy, đại gia Xuân Trường không đồng ý và lobby đưa người của mình là Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu lên làm trụ trì. Để dàn xếp, Tha. Trần Quang được chia cho chức Phó trưởng Ban Kinh tế Tài chính Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Phạm Nhật Vũ, em trai Phạm Nhật Vượng, là cố vấn của bang này. Trở nên lộng hành và tác oai tác quái từ thời nông Đức Mạnh, làm Tổng Bí Thư, Trần Quang Vương Tấn Việt, từng huy động hàng trăm tín đồ đi trên bốn chiếc xe bus hộ tống đương sự về Nam Đàn để nhận họ với Hồ Chí Minh. Ông ta nói tên thật của mình là Hồ Chí Việt vụ việc ồn ào từng có clip đưa lên youtube nhưng đã bị xóa trân quang vương tấn việt kể rằng khi nguyễn sinh sắc thân sinh hồ chí minh lang thang vào sa kiếm sống bằng nghề bốc thuốc đã đổi thành họ vương để tránh tai mắt chính quyền tại đây nguyễn sinh sắc chữa khỏi bệnh cho một người dân để đền cái ơn đấy gia đình ông này đã gả cô con gái tên là mai cho sinh sắc ít tuổi hơn cả nguyễn tất thành cô mai này sau đó sinh ra một con trai đặt tên là Vương Chí Nghĩa và Trân Quang Vương Tấn Việt chính là con của Vương Chí Nghĩa. Chuyện này được đích thân Trân Quang Vương Tấn Việt tuyên bố khắp nơi. Quái lạ nhất là chẳng tờ báo nào dám đặt câu hỏi về vấn đề này. Không công an nào mời Trân Quang lên phường làm việc về việc đương sự tự nhận là cháu của Hồ Chí Minh. Hay là chuyện này có thật? Trở lại với câu hỏi thế lực nào chống lưng Trân Quang Vương Tấn Việt? Có lẽ chân quang không nằm dưới sự điều khiển trực tiếp hoặc núp dưới ô dù của nhân vật cụ thể nào mà ông ta là sản phẩm của cơ quan tôn giáo cộng sản. Với chính sách đỏ hóa Phật giáo, từ sau 1975, Đảng đã đào tạo hàng loạt ma tăng chuyên nghiệp để vừa lũng đoạn Phật giáo, thao túng những Phật tử ngây ngô lẫn thực hiện công tác tuyên truyền bảo vệ chế độ. Chân quang Vương Tấn Việt là một trong số, số đó. Trong vai trò tu sĩ, Trân Quang Vương Tấn Việt là một yêu tăng, nhưng trên cương vị sĩ quang tuyên huấn, Trân Quang là một cán bộ giỏi. Mù tịt giáo lý nhà Phật, Trân Quang Vương Tấn Việt thường xuyên nói xảm. Tuy nhiên, đương sự lại thành thục việc thực hiện những bài giảng ca ngợi chính quyền, tôn vinh Hồ Chí Minh và tỏ ra trung thành với đảng.